dạng nam, dạng da hay là dạng 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 gì ta? À, dạng thể dục thể thao, tập gym, chạy bộ, tập ơ gì hả? Muốn muốn dài để đi khám và đi khám dạng da. Có dạng cơ của nam thể thao để chạy bộ đó. Gym là không có. Mấy con chạy bộ tập gym mà nhẹ. Ok chưa? 8427 giùm em 3 màu cờ róc cao 5 phân giùm em nha. 40 36 tới 40. Con này mang tổng thêm một size, mang luôn size giùm em đi. Mã càng màu càng size càng cứ đi hỏi nhà mình có đâu trên like. Đó chốt ngay, chốt ngay. Cộng màu thôi. Con này phải giờ nó không có biết con nào trên. Đó, có